Nghe nói xuống ngân ông không bán. Chị đi làm nhà ông chính nó phía bên bánh. Ông chính đang còn. Nhà ông chính nữa nè. Yeah. À phía bên. Nó quá trời đó. À cái nhà mà xanh xanh ha. Thì chị này ở đây là cũng gần sớm của ông nên kỳ mới hỏi cái thông tin về gia đình của ông như thế nào. Thì thì là ông được mấy người con ha chị? Tổng cộng hai thằng trai với thằng kia có vợ với thuốc nốt, một đứa với hai nhỏ gái có chồng với Kiên Giang. Là năm đứa. Con cái rồi có ấy giống không? Có nuôi không? Lắm. Cũng lâu kiểu leo lên cho cha mẹ chăm thôi chứ đâu có cho nhiều. Nó cũng thiếu nợ. Có chồng trước rồi cũng thôi rồi bỏ con lại cho bà già nuôi hai đứa đó. À vậy hả? Vậy là hai ông bà già phải nuôi em thêm đứa cháu. Đứa bỏ lại đứa kì đừng có. Đứa cháu rồi xong rồi ông thì bỏ rồi cô làm gì hả biết không chị? Cô bà già lắm mà đâu có làm gì đâu. Ủa gì hả? Bà mới đi mổ mắt xong đâu có thấy đường. À vậy là ông phải mà chính nó phải đi nuôi. Ổng năm nay nhiêu tuổi chị biết không? Ổng tuổi heo năm nay bảy mấy rồi. Bà cũng bà bảy mấy bả tuổi ông cọp á. Kì bảy mấy tuổi ha? Bảy mấy chứ ngay. Chó nó quậy vô, chó dây cưng nó quậy quá. Quậy lắm. Để tôi quay phim ông ơi. Cái nó giỡn vậy lắm. Chứ ổng cũng khổ. Dạ tại vì em đi thấy ủa ở đây là chú không có bán ở đây nhưng mà ông bác đó ông đi ra ngoài gì chứ tôi ông bán mà. Ông mãi ta bán nhiều. Ta thấy ông tội nghiệp á. Ta mua nhiều lắm. Dạ đúng rồi tại vì thấy đi hoài mà thấy tội lắm, đi chậm dữ lắm luôn. Ông đi chậm. Vậy đó, hồi đó cũng ổng đi bán số đó. Ông chạy xe đạp cái đời thằng đó, ổng chạy xe đạp đời ông của mình mà không có thắng. Cái ông té ông gãy xương chậu không có tiền mổ tới giờ luôn đó, có đặt tới giờ luôn. Trời ơi, là chạy xe đạp đi rồi bị té là tự té luôn hay sao chị? Tự ông té anh luôn á, kiểu như trời mưa mình lách á. Nó chợt á ha. Em rồi té gãy xương chậu ra mổ tới 100 triệu đâu có tiền đâu mổ. Có tết đâu có đặt tới giờ luôn á. Vậy là cái sự việc nó xảy ra lâu chưa chị? Lâu rồi, mấy chục năm rồi, có mười mấy năm. Mười mấy năm gì trước hả? Trời ơi, tội quá ha. Ông khổ lắm thấy không khổ. Dạ dạ, bây giờ em thấy bác đi chậm dữ lắm luôn. Đi nhầm khi á, ngồi xe bắt người ta dở lên đi dở mới nổi. Đúng rồi, thấy cái chân đi nhắc khó khăn dữ lắm luôn. Ông đi ít ngày cái giờ ông sưng cái ông nghỉ hai ba ngày cái ông đi bán rồi. Tại vì em đi cũng đi công việc ngang rồi cũng thấy nhưng mà không có quay phim không được. Thì bữa nay thì em mới hỏi mấy chơi tìm vô tới nhà luôn. Nghe nói là bữa nay ông không có đi bán mới tìm. Dịch bệnh rồi chứ cái giờ ông còn cũng ông đi cái hai ba ngày sưng xẹp. Vậy hả? Xe buýt giờ nghỉ chạy nữa thì tạm nên có dịch bệnh. Thì thôi nãy giờ em cũng cảm ơn chị. Biết về thông tin của ông chính gia cảnh đó thì kỳ sẽ đi qua bên nhà để xem cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì mời quý cô bác quý anh chị theo cùng kỳ qua bên nhà của ông chính xem hoàn cảnh gia đình của ông chính như thế nào nghe các bạn. Kỳ sẽ đi kỳ sẽ đi qua nhà ông chính nha. Hỏi nhà ông chính nhà nào vậy anh? Nhà cái gì anh? Tại cũng làm quay kênh YouTube cho anh rồi bấm thấy ông đi bán cái số thấy máy quá bây giờ em phải tìm nhà. Dạ. Nhà đây luôn ha. Dạ dạ dạ. Tại Kỳ đang có mặt tại khu vực Lương Phi thì hôm bữa Kỳ có gặp cái gia cảnh của ông muộn lão bán cái số nhưng mà chống hai cái cây tó đi rất là khó khăn thì Kỳ hôm nay cũng đi vô kiếm ông nhưng mà tìm ông đó thì không có gặp nên hỏi mấy cái chú Sơm thì chú Sơm chỉ lên trên chỗ địa chỉ là Lương Phi thì Kỳ cũng tìm tới nhà để coi cái gia cảnh ông như thế nào thì mời quý cô bác quý anh chị vô nhà của ông để xem một cảnh của ông như thế nào nha. Dạ con chào ông chính. Thì đây là ông chính đâu mà chị tao mà biết thì bị đâu bán số vậy hả? Dạ tại con thấy ông đi bán ngoài đó sao chống cái đó. Thì chống hai cái đó nè của anh chị không có to đó tao lớn cũng xong nữa. Dạ dạ thì con cũng không biết nữa con chỉ có con nghèo ấy có tao nói trong nghèo
hoàn cảnh bây giờ con nên tao bà. Dạ. Mấy kia có vợ có chồng mà chưa duyên nó lo phần đó. Dạ. Mình mà không đi bán cái đấy thì giống con. Dạ. Không để bán ngày rồi cũng cấm gì cũng được. Ông Chính năm nay nhiêu tuổi ông Chính? 82 rồi con. Dạ. Thì con thấy ông đi bán số rồi con cũng đi công việc không à, con không có ghé lại hỏi thăm được. Ừ. Đến bữa nay vô này mà không thấy ông. Rồi con mới hỏi mấy vô đây thì tao nằm không à. Bị có ngồi lắm. Dạ. Đi được. Không thì... ngồi lâu quá mỏi đứng nằm. Dạ. Cái chân của mình là hồi đó bị gì ông Chính? Ừ. Đang chuyền trồng thì dặn cái khu lẫn này vô. Đi. Khu lẫn này. Dặn ra ngoài. Rao giờ đứng không được. Là bị hồi đó đó mình bị sao không Chính? Hai cẳng này treo chân. Tao nói nghe hồi đó được chạy xe máy. Ừ, xe đạp á hả? Xe đạp mình á. Dạ. Chạy gần tới xã nè. Ừ. Cũng gần tới nhà rồi. Rồi tưởng cái chai nó rớt mà mình coi còn lợi mà không còn, cũng không biết đâu kiếm bị văng vạn hả. Thì dạ. Cẳng này dưới đất là cẳng này trên đồng dông. Vừa gió tới đụng mỏ cái chai ông này hút mà ngãi quẹp về mà đang xuống chậu. Nhưng mà ngã quẹp này cũng chưa biết cẳng này nó tê mất mẹ. À, là mình văng xong luôn ha. Không, không có văng, cũng còn ở bờ lộ mà ngã quẹp quá mà. Dạ, dạ. Cái người ta bụ là có chừng 50-60 người. Nó mới nói là đầu cổng. Ừ. Nó cổng được cẳng đụng cớ thì nhất. Dạ, đau. Ừ. Bị văng thương chậu đụng không được. Dạ. Rồi người ta nói hồi không ai thương chậu lên xe luôn, cũng không được, bị mình biết của mình á. Ừ. Rồi nó chui lên chuột còn rồi đem giọng xuống kia. Dạ. Mới gọi lên cho nhỏ này hay nè. Nó đem giọng xuống kia, thiền rồi đi ra ngay ở bác sĩ ngay là chị con đó. Dạ. Ông nói ông coi hay thiệt mà điều sao lúc đó mình không biết của mình bị hồi nào đến giờ đâu có té vậy. Dạ. Té quẹp. Cái ông con nói ơi rồi ông thằng tế luôn. Tắm nó cũng thật thật thật. Chứ mấy ngã gỡ bẹp vậy chứ mình cũng chưa biết mình đang phế nữa nha. Ừ. Dạ. Ông nói mày thằng phế á, ông đang phế luôn. Ta mới nói trong bụng thôi, ông ơi. Bác sĩ sao ông coi nói gì cả. Nói trong bụng vậy á, mà về nhà mày tính nằm 9 tháng. Dạ. Nằm trên giường nha, con tao mất ẻ rồi nó mất ổng đi ra ngoài. Sao? Dạ. Mày đã 9 tháng. Qua tới mười mấy tháng á, mấy cục cây đằng này đằng kia tập đi đằng nào cũng như nứt. Dạ. Đi được á thì hay là vài ba bước vậy đi ngang xã cũng nhờ á, bên xã cho á, chỉ cho dạ. Tiền hồi cấp mới lên á. Là bên xã cho mình tập đó đó ha. Đây, cho tiền là hồi mới ban đầu có 360. Dạ. Bây giờ 504 hồi té đó giờ mười mấy năm rồi. Dạ. Không có gì. Thì giờ ông Chính, thì giờ con gia đình của mình hiện tại là còn là bác, còn ông Chính với bà Chính. Còn tao với bà. Rồi mình được mấy người con ông Chính? Năm đứa mà ở đây nè. Đó thầy hồi nãy là thằng đứa năm á, nhà Minh Mẫn. Là thằng đứa bảy nhà mấy hôm nay. À. Ngày mình thì ngày giữa mà đặt cái vụ thiếu hụt thì con nó cũng đưa. Mà tao với bà ăn không thiếu hụt. Ừ. Thì ở cũng có con có cái nó cũng dũng bụng. Dạ, yeah. Thì nó... Ông Chính mình không lớn tuổi gì rồi, mình bị chân gì mình không ở nhà đi ông Chính. Thằng nói con vậy nè, ai cũng nói như con vậy, ở nhà được. Dạ, yeah, chứ không thấy ông đâu. Nhưng mà có cái ở nhà chừng nào mau chết á, bây giờ tao như vậy nè. Mà cái bệnh virus nè, tao đi không dám đi. Dạ. Yeah. Nằm ở nhà mới ngày qua ngày kia, bữa nay cái muốn bị. Mà đi cái mình sợ. Sợ là đau nó nói cháu nha. Nó lỡ gì một cái gì về cái báo hết gia đình. Dạ, yeah, đúng rồi. Thành ra buộc làm phải ráng. Dạ. Không chết đâu luôn. Ăn thì cũng bao nhiêu mà con cái không được. Dạ. Đi đứng vậy mình giờ tối mình ngủ cũng được mà nó khỏe mình. Để tập thể dục luôn không chứ. Ừ. Chứ còn thấy, còn thấy mà bác đi vậy, đi đâu dám đi lẹ. Dạ. Mà đi vậy còn kìm thấy ông nội. Dạ, thấy ông Chính đi rất là khó khăn, rất là chậm. Ừ. Đi chậm lắm luôn. Chậm mà kìm á nha, không kìm té luôn. Dạ. Mà té một cái ngồi không được nữa. Là cái chân của mình dở luôn được không chứ? Chân gì dở được. À, có cái là hồi mà tao cấp ngày mà nó còn ăn còn trái chanh này thì nó còn đỡ mà mất cái này cái chịu lắm được, nó yếu 10 phần yếu 6-7 là mất trái chanh là sao không Chính? Ngay cái tay của con còn nè, còn trái chanh nè, nó còn nè, còn táo vậy đó. Ủa. Thấy không? Là cái này là lý sao con hả? Trái chanh này nè, nó có trái chanh mình vận động nó, còn không này à có cái đó mới mạnh ha, còn Chính bị sao mà mất ha không Chính? Thì đây nè, té chẳng diện trọng nữa nè. Mình té là cái nó giống như nó... Hồi bằng đầu á, tao nói vậy nè. Rồi hai cẳng này đâu có treo vậy. Dạ.
mà té rồi nhăn xương chậu độ khoảng chừng năm nữa năm là kéo hết chân. Vậy là gãy rồi đó, mà té là gãy xương chậu luôn. Nó không có gãy, nó văng ra ngoài, hôm đó nó nằm ở trong vậy, bị mình lật can gì cái xương chậu nó văng ra. À, ý là té xe đạp không mà còn nặng gì luôn không chứ? Ngã ngang vậy chứ không phải chạy xe nhanh chạy không té. Là mình chạy cái đường dằn rồi nó lật cái xe mình té thôi. Không phải chạy đường dằn. Tao nói cháu nghe không kịp sao? Tao đi ngang rồi gặp nó mua cái trà cấp đó tao cũng ăn số nha. Mua má trà mấy má mươi đồng. Rồi về tới bến xã nè. Mình tính là không biết cái trà nó có rớt không, nó dắt dạng này. Nó ngừng lại, lại cái cảnh này dưới đất nè. Còn ông này á, là ở trên cái đồng giống, xe đồng giống. Rồi tao mới dói tới vừa đụng ngõ cái trà, ông này hú cẳng, ngã quẹt cái chiếc xe. Rồi ngã xong là mình bị tới giờ luôn. Ngã vậy? Bị bao nhiêu năm rồi ông Chính? Mười mấy năm rồi. Ngồi té là coi như là năm trước qua năm sau, nhà nước cho ăn lương đó, giờ là mười mấy năm. Đâu có làm được. Đúng rồi. Đi còn không được, tao nói mày. Khoảng bao lâu mình mới bình phục chứ? Chín tháng mà đi ẻ còn mắc cổng hen. 9 tháng là ngày cả năm trời à? Ờ, 9 tháng. Qua một năm mấy á, mới có nghĩa là con cái nó vẫn đứng rồi, nó còn vẫn với ẩm đi nhẹ nhẹ được hen. Rồi tao mới cột cái cây lần đầu này, lần cũng như nít vậy đó. Lần cho mày đâu cũng đỡ chừng vài tháng, nhưng đợi cái mới đi bán số. Thì bán có vài chục tấm rồi. Một ngày ông Chính bán bao nhiêu tấm ông Chính? Bây giờ bán được 100 tấm. 100 tấm rồi ngay. Nói qua nói chứ xe buýt nó hồi mới tao mới đi hen. Thì không biết nó mất tiền. Nhưng mà sau này nó không có chiếc nào ăn hết. Tao biết mình một vậy ha ông Chính xe không biết mình không. Có cái tật cái chân nên người ta cũng thương ha. Dạ. Nó nghe cũng nhờ xe buýt. Mà nếu mà xe buýt này nó nghỉ tao cũng nghỉ. Xe buýt nó gài ngân hay gì? Nó nghe nó cấm rồi. Vậy là bà Chính thường ngày bà Chính ở nhà làm gì không Chính? Có làm, ở nhà có. Vậy hả? Là ông Chính mới làm nuôi đó hả? Nhà đó nhà của ông nhà nước cũng cho á. Nhà bản hay nhà này hả? Ông nói nhà tao tất nhà này. Nhưng mấy ổng thấy mình cũng nghèo cổ á. Ấp mấy xã thấy mình nghèo cổ, mấy ổng mới xuống là cho cái nhà đó. Hỗ trợ cho mình cái nhà. Cho cái nhà. Vậy là cái nhà bên đó là ai ở không Chính? Tao cũng lưu chuồng đây nè. Có cái đường lưu thông ở bển. Vậy là hai cái căn này là đều nhà là nhà của mình. Mà được chính thức thì tao nằm ở đây. Cái cô ở lắm. Vậy là ông Chính thường ở bên đây thôi. Chứ đi đứng dặn dặn mày cũ. Có bả người đó lui thấp hơn rồi. Nói chung thì chịu thấp hơn. Còn tao thì ít. 100, nếu 100 tờ giấy số là thu nhập của mình được bao nhiêu tiền hay không Chính? Nếu lấy chịu 100 ngàn thôi không? Chiều là mình được 100 ngàn. Chịu 100 ngàn mà điều tao nói con vậy nè. Nó dễ có cái gì. Mình bán buôn bán một huyết tật mà già cả gì người ta thương đi. Chứ không bán ông nội cha tao không hết. Mình đi cái kiểu tao. Đúng rồi, còn thấy ông Chính đi khó khăn quá tàn đi. Nhờ người ta thương đã giúp con. Bởi như con thấy ông Chính lội lên cầu Cái Me đúng không? Không, không có đi hả? Đi ở dưới hả? Không có đỡ hết. Mày nói đâu mới nói gì nè. Tao bán ở chợ Cây Me rồi vậy hen. Bán vừa xong giáp vòng chợ Cây Me thì ra là đi xe không nè. Xe không tới đầu á. Chạy xuống tới nhà văn hóa. Để mình đó ha. Nó ngừng đó mình mới đi bộ vô trong nghĩa là bán đó dài nó không hết cái mình đi dài qua khỏi không ai hết. Thì cũng có xe, bị xe nó chở hàng ngày nó biết đó. Nó chở gì ở bên xe. Muốn mình ngại. Xe đầu thì nó ăn, còn chưa biết không. Nói chung là đi xe mà phải tốn tiền rồi. Tại vì ông Chính thì chở con người một mà vì ông Chính đi thì nói chung đi rất là chậm luôn thì bởi vì ông Chính mấy cái nhà kêu xe ôm đi chứ phần mình đi xe ôm nếu mà đi giết mấy ông biết mặt kìa, miễn mà đi mà gặp tao rồi cái chạy mà gặp không có cái là cầm số thì biết hết rồi, cái ngừng lại. Cháu tính mười mấy năm rồi. Nếu là một lần đi xe ôm, nếu mà đi vậy là nhiêu tiền Chính? Thì nếu mà đặt cái vụ mình đi thường á, mỗi lần thì đi từ chỗ cầu Cái Me lại bến xe có 5 ngàn. Nhưng bây giờ tao không nghĩ vậy. Thay vì anh em mình ta mình trèo lên trèo xuống cũng ấy trả 10 ngàn thành ra. Xe nào cũng gặp mà kiếm. Vậy là nước. Ông Chính thu nhập được 100 ngàn nhưng mà trả từ xe khoảng 20 ngàn hay là 30 ngàn ông Chính? Có 10 ngàn. Mình chỉ lên từ cầu Cái Me mà chạy qua lên 10 ngàn rồi bận xuống quá thôi. Bận bán chỗ chợ Cái Me đấy. Rồi đi xe lại tới nhà văn hóa xuống 10 ngàn. Rồi về cũng lại bến xe 10 ngàn nó có 20. Còn nhiêu thì không có. Nói chung thì còn được 90 ngàn.
Mình nói chung là đi xe buýt về là không có tốn tiền nữa. Dạ, dạ. Chỗ có gian rồi. Dạ cũng đỡ ha. Ta nói cháu vậy là nó nghe người ta cũng ta cũng có cảm tình với mình vậy nè. Xe nào cũng vậy. Dạ. Nhưng mà thấy mà đứng mà đón rồi là mình xe rồi đặt ví dụ như cái ghế của tao thường ngày tao ngồi đen. Cái ở dưới mà bước lên có cây nó mà ngồi vĩnh mấy cái ghế mới được. Chứ anh đâu bước lên mà không có cây đâu được. Thành ra nó biết mấy nhỏ kia. Ông bà gì cũng chảnh nhánh cho ông ngồi cái ghế nhường ghế cho ông Chính ngồi nhường ghế cho ông ngồi dạ. Ngồi ghế đó chạy xe nào cũng vậy chứ bị mình đi hoài nó biết dạ. Mình mấy, mười mấy năm không chứ hả? Mình đi bán là mười mấy năm không mười mấy năm rồi dạ. Đi cà xích cà chua đi bán đi gì từ lúc hết bệnh là mình đã đi bán giống như ở nhà mình chịu không có nổi không chứ không nổi ở nhà mình thấy không có ăn uống gì được. Nằm ăn rồi nằm ăn cái cháu con bởi tao nói mày mới nằm có ba bữa mà muốn cài ọt mà giờ dịch thật thì đâu dám đi không mà đi mình nói vậy nè đi mà theo mà chết mình ở cao tao không sợ ngại con cái giờ cái báo về con mình. Gia đình rồi mấy con làng xóm họ tùm lum dân bởi như mình mà tùm lum hết trơn cả xã luôn một người gì mọi người không chính thằng đó thấy vậy nghĩ dạ chừng nào mà thấy em im tính chơi giờ mình cũng ngán quá không được. Dạ. Cái virus này đâu có biết được cái đặt ví dụ cái gì nói không ai nói cái dạ. Gì á con còn tránh được. Điều cái này nói mình nói mà nghe cũng như giặt trời ông hộ cha đó. Mình đoán là thôi cũng gái. Dạ, mốt năm nay như 80 không cháu? Ông chín năm chín 80 hả? 82. 82 tuổi. Thì nói chung cái tuổi như ông chín này thì đúng lý ra thì cũng ở nhà rồi. Mà lý do thì ông Chính giống như mình không có muốn mà con cái hoặc tao mà ở nhà chắc tao vừa ngồi nói chuyện với mày tao như vợ dạ. Chết mất mẹ luôn. Chính giống như cái kiểu mình không muốn mà phiền lị với con cái mình tự làm tự sống còn sức mình cứ làm không Chính tự mình làm mà mình sống mà được nó khỏe con người mình khỏe dạ, dạ. Còn mà ở nhà nó bây giờ nó là ở nhà nó ngay con tao coi vậy chứ đứa nào nó cũng có hiếu với tao lắm dạ. Nhưng mà con hiếu chứ ở nhà tao còn mau chết hơn nữa dạ. Bởi cô bác đó đi mà người ta gặp đó người ta sao ông ở nhà thấy cháu muốn đi gần nhất chứ nó dạ. Sao ông ở nhà ông đi bán mà ông có con cái không là có chứ năm đứa là nhưng mà bây giờ nó không cho mà tôi cũng nói nó bây giờ không được tụi bay thương đâu rồi thương chứ thương phải cho tao đi chứ không thương biểu ở nhà chắc không được dạ. Vì mình biết của mình con ở nhà rồi nằm có một hai bữa như bây giờ cái này là cái bắt buộc rồi nè phải nằm đó. Dạ. Còn chịu húng nữa dạ, nói chung thì ông Chính bị chân bị tật dạ. Bị cái gọi là cái gì ông Chính xương dậu gãy xương dậu thì ông Chính cũng ông gãy không gãy mà dằn ra dằn ra thì ông Chính dẫn đi bán vé số để mà đại khái thì mình mà tích lũy số tiền đó để đại khái mình có bệnh hoạn thì mình sẽ dùng cái số tiền mình xài ha ông Chính nói chung thì có con cái nhưng mà để cái con cái thì cũng thương cho ông Chính đó nhưng mà nó cũng có vợ có đúng rồi ai cũng có cái gia đình thêm nữa thì nói chung ông Chính thì cái giống như cái tuổi mình còn sức thì mình cứ làm để mà mình tích lũy thêm cái đó để dành sau này để mình xài cho cái chuyện làm chống gậy đi hết nổi rồi hả dạ dạ chứ đi nó ngay đi cũng tiền nhận cháu không dành cái hả dạ mà cái một cái là chết cái cái gì chết thì ông Chính là 82 tuổi rồi mà vẫn cũng phải đi làm thôi chứ tao nói thiệt cháu nhân tao mà không có té này tao còn khỏe lắm đó dạ thì té cái nó xuống sức dễ sợ dạ thì nãy giờ tới cái tâm sự đâu là với ông Chính rồi thì Kỳ sẽ tham quan ngôi nhà của ông Chính để cho quý cô bác quý anh chị xem còn xin phép ông quay ra nhà kìa ông Chính cháu nhà. Quay dạ. Thì tối ông Chính ngủ đây không Chính dạ đây là cái cặp tó của ông tó của ông thường ngày đi để mà đi bán cái số đó này mình có xe lăn luôn Chính lăn mà mình đâu xài hả không xài con ơi tao nói cháu vậy nè có xe lăn đó đi còn thấy còn khổ nữa mình cái này đi một cặp bé bởi mày thấy khi nào tao đi có đi ra ngoài không đi cặp bé không yeah. Mà thấy ba mấy ông uống bụng tao mày là quá tóc nhảy lên bờ yeah. Còn không có xe lăn đứng là chịu rồi bây giờ nó uống thử có chết. Nhưng mà ông Chính thấy nó nguyên thấy nó đi cái nguy hiểm hơn để Chính đi bây giờ đi tó à. Cái này
cái này á, xe lăn này đâu phải xe ấy, không xe điện à? À, xe điện đâu không chứ? Ừ, xe điện. Nhưng mà mình không có đi ha. Thấy không được. Dạ, dạ. Có cái anh ấy đảm bảo được sống mình. Cái này á cũng mình đi gặp rõ người ta cho ấy. Dạ, dạ, dạ. Mình khỏi. Dạ. Hồi bữa hổm có chú ở trên kia cũng cho cái này rồi. Thì có cho không phải cho là cái bên mình thì nguồn người ta cho ăn. Dạ. Rồi chú gặp rõ hết. Sao cho ông đó giờ không thấy ông đi. Thì trời ơi chú ơi, tôi bỏ nhà. Nói ông bỏ nhà thôi, ông không thấy tôi lấy à. Chú nói lấy đi, xe nhà đi. Thì dạ. Chú thấy chiếc xe của mình. Ừ. Vì mình không có đi rồi, bây giờ có lái đấy. Hả? Lái không được. Dạ. Một cái gì hơn nó sợ xe. Xe nữa. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nói chung thì đi bán như khi xe này cũng rất là nguy hiểm. Ừ, à mình đi đi giống như ông Chính muốn đi bộ để mà giống mình đi sát sát lời nó sẽ sát lời mà thấy mà quá cái tự giống lên cầu bỏ cắn lên trên cái khỏi rồi. Dạ. Khỏi cho mang một con đồ này khỏi lắm con này. Dạ. Ở đình nữ là vì cái mình bảo đảm đời sống của mình. Ừ. Tới đâu tới chứ để dòng thứ quán lương cũng khó lắm lắm. Đồng xe đụng một cái không chết cũng ngon hơn. Dạ. Rồi, cháu nghĩ coi mình mặc thường bụi. Ừ. Sau khi đó tao nói mày tao bị một lần ở ngay chỗ cái chỗ bán vé kêu Lý Thành Đạt. Ây da. Cũng hậu à? Ồ cũng hậu. Xe cũng hậu hậu thì nó đậu kế bờ vậy. Dạ. Mình phải đi kế cái chiếc xe. Mà cái ông nội nhỏ cũng cỡ chặng này á. Mới chạy mình thấy vậy thôi mình chạy nếp bên kia. Không chạy ủi mình này ủi tao cái tép. Trời ơi. Cái lần lại tay người ta bu lại cái số đó mà giờ đâu đi bán được cái người ta mua chứ. Dạ. Tao hỏi ông có sao tôi nói té mà không có sao. Mình có sao nói vậy chứ không người ta lỡ xui chứ đâu mình đâu làm mạng gì được. Dạ. Nói thôi chở ông lại nhà thương thôi. Hỏi không sao đâu. Tôi bây giờ ở chạy máu có chạy ở trên ập xuống nè. Dạ. Hai cái tói văng ra. Cái người ta bu lại nó mua số chứ. Dạ. Mua số hết rồi, cái ta nói bây giờ vậy thôi, anh em mà có thương mua số gì cũng được. Ừ. Chứ tôi không có gì đó, mình chở nhà thương. Dạ. Yeah. Chứ mình chở nhà thương thấy cũng dối thằng kia. Mà phải con người cũng có gì đó, đến nổi không nổi. Dạ. Té hay đau thì chảy máu thì không sao à. Ờ, không. Thôi mà, tao không nổi, bảy tao ấy, tao gì à. Dạ, nói chung cho người ta đi đi, mình không có ấy không chính. Chẳng nghĩ mới thấy vậy, nó thôi ông chạy xe. Tôi chở lên mình sẽ biết à, vậy. Ừ. Được thì mới chở lắm anh xin. Dạ. Dạ là cái nào mình làm cũng có cái đức người ta lỡ xui. Ừ. Chứ đâu phải đúng rồi đúng mình phải hỷ xả chứ không chứ. Ừ. Đã lỡ xui. Dạ dạ mình làm đặt ví dụ tao nói con cháu này dùng ngày bao nhiêu cũng hết đặt. Ừ. Ví dụ những người mà muốn làm ăn đó. Dạ. Bao nhiêu cũng hết nhưng mà cái này mình để có cái đức người ta mình suy nghĩ nè tao không nói tao chạy xe nó thiệt với mày á hồi con chào giặc miên vô tới là ấy mười mấy năm á mà không có đụng á chứ tao chạy cẩn thận á. Dạ. Cái này nó chạy cũng cẩn thận mà có cái nó không dòm không cái. Dạ. Thì nãy giờ ông Chính cũng có đôi lời tâm sự về cái lý do mà ông Chính có đi bán vé số đó. Thì Kỳ cũng cảm ơn ông Chính, con cảm ơn ông Chính rất là nhiều. Hãy giờ chia sẻ cho câu chuyện của ông Chính đó thì. Video của Kỳ đã kết thúc ở đây. Hẹn quý bác của anh chị video tiếp theo. Ừ. Thì ông chúc ông Chính nhiều sức khỏe. Ừ. Cháu có thăm lòng ở đây, cháu hỏi thăm đâu vậy? Dạ, dạ. Cháu. Dạ, con chào ông Chính luôn ạ. Dạ.